Ok, F2B Gaming Channel xin chào anh em. Hôm nay mình sẽ làm một cái video có thể nói là kể cho anh em nghe một cái câu chuyện mà mấy ngày hôm nay mình đã may về rồi. Bây giờ mình sẽ kể cho anh em. Đó là câu chuyện về gì? Hiện tại anh em nhìn thấy mình có một cái ad mang tên là F2B Gaming 07, F2B Gaming Channel. Đó là tên của mình. Bây giờ hiện tại là mình viết tắt là F2B Gaming 07 là mang tên Kingdom 2707. Có thể nói là bây giờ chúng ta sẽ về ngay Kingdom này. Để làm gì? Chúng ta sẽ xem dưới sự quản lý của các anh em boss Moss, Boss Hades cũng như là Team Leader. Và đây cũng là một trong những Kingdom có thể nói là những ngày gần đây lắm nhiều việc có thể nói là Gamma. Mà qua đây thì chúng ta cũng sẽ xem và chúng ta nhìn thấy thực tế sẽ như thế nào. Ok, đầu tiên thì chúng ta sẽ xem sơ qua check về các cái clan cũng như là bảng xếp hạng dưới sự quản lý của Boss nhé anh em. Boss Mod là clan hiện tại là 12 tỷ, 7 tỷ, 3 tỷ nha. Clan chính là clan Lost Embry. Dưới sự quản lý của Boss Mod đang là G5 và các anh em trên Twitter. Thì chúng ta sẽ thấy như thế, sẽ có 3 clan. Rồi, về điểm sức mạnh thì chúng ta cũng sẽ nhìn thấy là có các anh em boss như boss Hunter, boss Dũng, Bi, Dingo, của mình. Chút xíu nữa mình sẽ xóa theo sự chỉ đạo của King. Bởi vì chúng ta xóa thì chúng ta sẽ giúp cho King giảm được thêm một mớ sức mạnh nữa nha. Đấy thì hiện tại là có thể nói mấy anh em đang rally pháo đài rất là nhiều để lấy những cái tín dụng cũng như là cống hiến cho cái clan của mình. Rồi, bây giờ mình sẽ check cái ad của mình. Mình sẽ sử dụng ad gì và nó sẽ có những gì để bay về 07 để đánh KVK nha. Đầu tiên là về cái kho tài nguyên của mình. Hiện tại là có thể nói là cũng khá khá nha anh em, cũng rất là ngon. Các cái khu chinh phạt có thêm siêu quý để chúng ta mua đồ. Ngoài ra nó sẽ có những cái game, có những cái whip. Thứ hai là tăng tốc. Hiện tại là tăng tốc anh em nhìn thấy không? Khá là ngon. Ad này mình sử dụng để đua thiên đỉnh là cũng không nói là không thể không lấy được nha anh em. Nhưng mà chúng ta sẽ cố gắng để xem thử từ đây đến khi mà tích thiên đỉnh của bộ binh. Bởi vì ad này là chơi theo dạng bộ, mình sẽ cố gắng để tích thật nhiều để sẽ thực hiện một pha đua thiên đỉnh tại cụm này cho anh em xem. Anh em nhìn thấy là tăng tốc 24 giờ, 15 giờ, 8 giờ, 3 giờ, 2849 cái, 60 phút là 11720. Và những tăng tốc còn lại tuy là nó không nhiều nhưng mà với mình đây là cả một kho gia tài rất là đồ sộ. Thứ ba là về cái tăng mạnh, anh em sẽ nhìn thấy những cái tăng tại đây. Những cái tăng này là cũng phải nói là cũng khá là tích, khá là nhiều. Thiết bị luôn, Gray quá là kinh khủng nha anh em. Chút xíu mình sẽ chia sẻ cho anh em về cái dạng tướng. Và đây là cái vũ trang và cái khác, một số cái vật liệu khác. Sao vàng, sao cam, chọc cam, những cái búa. Đấy thì anh em nhìn thấy, anh em có thể đoán được đây đâu phải là ad của F2B mà có thể nói là mình được sự hỗ trợ và bay về bên phía của 07 nha anh em. Rồi, chúng ta sẽ xem sơ qua về những con tướng. Hiện tại là anh em thấy ad này sẽ có những con tướng nào mát. Di mát, Cao Cao mát, Cho Lát Mặt Theo mát, Mèo Mạc mát, Alex, rồi AE, đó, A Theo đấy. Rồi Quang Vũ, Harad, có một con tướng là Chi Dung Di nữa, Chi Đót anh em. Rồi bên phía của con này, Marco. Rồi thêm con gì, Latias. Ngoài ra một số con tướng khác, có SCBO, có Doan B, có Sargon đại đế. Ad này sắp tới mình sẽ làm một số cái pha test cho anh em xem nha. Về những con tướng mát, ví dụ như là Sargon đại đế mát nó sẽ như thế nào, nó sẽ khác nhiều hay là nó khác ít, có gì so với những con tướng mà có thể là chúng ta nâng 5511. Rồi thứ hai là bây giờ chúng ta sẽ nhìn thấy về phần quà của clan này. Anh em nhìn thấy là có nó là các mod hoạt động rất là ok, các anh em hoạt động rất là nhiều. Mỗi ngày thì trung bình nhận từ 1 đến 2 cái rương này. Rồi, và chúng ta có thể nhìn thấy về các cái quà trong liên minh. Mỗi ngày thì có thể nói là hết 7 phổi nha anh em, hết 7 phổi. Nhắp gương thì cũng là mỗi tay. Đây là Kingdom có thể nói là anh em cũng khá là biết rất là nhiều. Hiện tại là mình đang ở 2707 nha anh em. Từ khi mình về thì có thể nói là ngày nào cũng như thế anh em. Phải nói là hít mỏi tai. Đây là một Kingdom Việt Nam, mức độ phát triển với mình thấy rất là mạnh. Oh my God. Wow. Ủa anh kinh khủng thiệt chứ.
nhấp thôi mà cũng đã như thế rồi anh em. Rồi, ok. Tuyệt vời. Nhìn thấy. Rồi, bây giờ mình sẽ đi xóa lại, xóa cái lính của mình. Anh em nhìn thấy nè. Thư của King là chúng ta cần phải làm gì? Dịch. Và chúng ta cần phải đọc và chúng ta phải xóa. Xóa làm gì? Trong top 300 sức mạnh hãy xóa quân. Đó, giữ lại 200, 3 đến 300k T1 thôi. Còn nhiều còn lại là chúng ta sẽ xóa hết. Chúng tôi sẽ kiểm tra nhé anh em. Và đây là cái sự chỉ đạo của King cũng như là trong các anh em boss leader, cô boss mod gửi. Và hiện tại là mình sẽ phải thực hiện những cái file như thế. Rồi, anh em sẽ xóa lính, xóa xe. Xe T5 486k. Xóa hết nha anh em. Nói chung chúng ta phải xóa hết rồi. Chỉ để T1 từ 200 đến 300k thôi nha. Đó. Mặc dù cũng hơi thốn lắm nhưng mà cũng phải làm thôi anh em, bởi vì đây là cái sự cống hiến của chúng ta dành cho cái vương quốc của mình nha. T1 anh em có thể để lại 200 đến 300k. Rồi, bây giờ chúng ta có thể là để xóa thêm 50 nữa. Rồi, ok chưa? 295k. Quá là tuyệt vời. Hồi nãy là 124 triệu điểm sức mạnh, bây giờ mình còn lại là 118 triệu điểm sức mạnh. Cũng bình thường thôi anh em, chúng ta sẽ trả lại thôi chứ không có gì hết. Rồi, ok. Chân T4 cũng được, chân T5 cũng được, chân T4 đi cho dễ, chúng ta có thể thực hiện một số pha đép cờ. Hạt này thì trung bình thời gian kỳ KVK sắp tới thì mình sẽ đốt lính cũng như là chạy KPI xuống còn tầm khoảng 70 triệu, 80 triệu. Rồi, một cái điều nữa là hạt này quyết 16 thôi nha anh em. Nói chung là với như thế này là quá là ngon rồi. Từ từ mình sẽ chơi để mình nâng lên quyết 17 cũng như là quyết 18 luôn. Một số cái sự kiện. Rồi, một số cái danh mục. Hiện tại là bên phía bên mình sẽ đăng ký cái bảng HA là bảng anh hùng ca. Khá là thú vị đó anh em. Tổng số vương quốc đã đăng ký là 148 vương quốc. Có thể là sẽ vài bữa nữa chúng ta sẽ tìm được trận đấu và chúng ta sẽ tìm được những đối thủ nha. Rồi, ok. Ở trên đây là cái review sơ sơ này kia nọ về Kingdom 2707 cũng như là về cái ạc mà mình vừa bay về một cái Kingdom có thể nói là xâm nhập đến 2707. Sau một mùa có thể là nhiều cái sự bất ổn, nhiều cái drama và thực tế nó như thế nào nha anh em. Quá là bình ổn, quá là ngon lành. Và sắp tới mình sẽ đánh KVK ở đây, mình sẽ review tiếp cho anh em tất tần tật về một Kingdom Việt Nam. Cũng là một Kingdom khá là trẻ, lấy một cái mặt trăng với sự phối hợp cũng như là sự quản lý của Mossmod cùng tất cả những anh em team leader nha anh em. Đấy, có Lord Kala, có Boss Hades, có Boss Love, Herin. Hiện tại là đang chuỗi Win 5 từ 1 đến KVK 5. Ok, nếu như anh em thích video, anh em nhớ ấn follow để xem thêm những video của mình và subscribe để khích lệ tinh thần phát triển kênh nha. Cảm ơn em rất nhiều. Bye bye anh em.